Xin kính chào quý vị nhà đầu tư. Ngày 8 tháng 6 năm 2022, giá cổ phiếu NT2 đã chạm đến mức cân nhắc chốt lời trong danh mục cộng đồng tích sản cổ phiếu của AZFIN Việt Nam. Và ngày hôm nay, ngày 9 tháng 6, thì Giang thay mặt cho toàn bộ đội ngũ AZFIN Việt Nam chia sẻ quá trình tích sản cổ phiếu này với tiêu đề lợi suất cao, cổ tức hấp dẫn. Đầu tiên, chúng ta sẽ có 4 tiêu chí khi tích sản cổ phiếu NT2. Về giá, theo khuyến nghị của AZFIN Việt Nam, giá ngừng tích sản là giá 22, giá cân nhắc chốt lời là giá 25. Chúng ta sẽ mua đều đặn 100 cổ phiếu hàng tháng và chỉ chốt lời nếu giá đặt mục tiêu là giá 25 ạ. Và tái đầu tư toàn bộ nếu giá quay trở về mức tích sản. Có nghĩa là khi mà chúng ta đã chốt lời giá 25 và sau đấy giá cổ phiếu NT2 quay trở về mức tích sản thì chúng ta sẽ mua tiếp ạ. Kể từ ngày thành lập cộng đồng tích sản cổ phiếu AZFIN thì giá cổ phiếu NT2 đã 3 lần chạm đến mức có thể cân nhắc chốt lời. Cho nên trong bài ngày hôm nay thì Giang sẽ chia sẻ cả 3 lần chốt lời này. Đầu tiên, chặng 1 là chúng ta sẽ tích sản bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 và lần 1 chốt lời là ngày 11 tháng 1 năm 2021. Tổng vốn đầu tư là 16.050.000, tổng tài sản 21.950.000, tính cả lãi và tính cả cổ tức, bởi vì chúng ta đã được nhận cổ tức vào 2 lần, vào tháng 1/2020 và vào tháng 7/2020. Lợi suất sau 13 tháng là 36,8%. Thời gian đầu tư bình quân hơn 7 tháng ghi nhận với lợi suất kép là 68%. Tại sao lại chỉ có 7 tháng thôi trong khi chúng ta đã nắm giữ 13 tháng? Đó là khi mà anh chị mua cổ phiếu, 100 cổ phiếu đầu tiên thì 100 cổ phiếu đấy được tích trong vòng 13 tháng. Tuy nhiên khi mà chúng ta mua thêm 100 cổ phiếu vào tháng 2/2020 thì 100 cổ phiếu mới đấy trên thực tế chỉ tích trong vòng 12 tháng. Và như vậy nếu chúng ta cứ mua dần thì những cổ phiếu về sau thì thật ra thời gian tích trong tài khoản của chúng ta chỉ là ngày càng thấp đi và chúng ta tính bình quân ra, tính trung bình thì thời gian đầu tư bình quân của chúng ta cho giai đoạn 1 đó là hơn 7 tháng và ghi nhận với lợi suất kép là 68%. Đây là lần 1 ạ. Tiếp tục vào lần 2. Đó là khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 2 năm 2021 cho đến ngày 14 tháng 12 năm 2021. Thì nếu anh chị có thể thấy ở đây vào tháng 2, tháng 3 và tháng 4 năm 2021 chúng ta không tích sản do giá trong giai đoạn đó đều vượt quá mục tiêu đề ra. Cho đến tháng 5 năm 2021 chúng ta sẽ lấy toàn bộ tài sản của chặng 1 và chúng ta đã tái đầu tư toàn bộ từ đợt trước vào tháng 5/2021 và tiếp tục tuân thủ đều đặn mua 100 cổ phiếu vào tháng tiếp theo giá đề ra. Như vậy lúc này tổng vốn đầu tư của chúng ta là 30.805.000, tổng tài sản là 40.175.000. Chúng ta được nhận thêm cả cổ tức vào tháng 9/2021. Lợi suất sau 8,5 tháng, chặng 2 chúng ta chỉ có 8,5 tháng thôi anh chị ạ, là 30,4%. Và thời gian đầu tư bình quân gần 5 tháng ghi nhận với lợi suất kép là 95%. Con số thật sự là cực kỳ ấn tượng, đúng không anh chị? Đây là lần 2 lần rồi, lần 3 lần gần nhất. Đó là chúng ta sẽ bắt đầu tích sản kể từ tháng 5/2022. 4 tháng đầu năm chúng ta không tích, bởi vì trong khoảng thời gian đấy, giá cho giai đoạn đó đều vượt quá mục tiêu đề ra. Chúng ta sẽ tái đầu tư toàn bộ từ đợt trước vào tháng 5/2022. Và lúc này đến ngày 6 tháng 6, thì giá đã chạm ngưỡng cân nhắc chốt lời vào tháng 6, ghi nhận lợi suất sau một tháng đạt 15,9%. Trong chặng 3 thì tổng vốn đầu tư của chúng ta là 38.970.000 và tổng tài sản đã tăng lên 45.180.000. Như vậy sau qua cả 3 chặng như thế thì tổng kết quá trình tích sản NT2 của chúng ta như thế nào? Gần 23 tháng tích sản đều đặn với số vốn thực bỏ ra là 26,16 triệu, liên tục tuân thủ theo danh mục tích sản và cuối cùng thì anh chị đã có được một cái tổng tài sản đến từ NT2 là 45,18 triệu. Lợi suất sau thời gian tuân thủ chiến lược tích sản đạt 72,74% trong 23 tháng thôi anh chị ạ. Anh chị có thấy nó rất là hấp dẫn không ạ? Khi mà chúng ta chỉ cần mua đều đặn như thế, chúng ta đã được chốt lời 3 lần và sau 3 lần như thế thì chúng ta đã đạt được cái lợi suất là 72,74%. Vậy tại sao nên tích sản cổ phiếu NT2?
khi mà có quá nhiều cái cổ phiếu trong danh mục tích sản của trong danh mục tích sản của Zfin thì NT2 có điểm gì hấp dẫn chúng ta? Đầu tiên, NT2 sở hữu những lợi thế cạnh tranh bền vững so với các nhà máy năng lượng khác, với hiệu suất chuyển đổi năng lượng cao nhất trong các nhà máy nhiệt điện Việt Nam. Hiện nay, hiệu suất chuyển đổi năng lượng của NT2 là đâu đấy khoảng 56-57%, cao hơn so với các nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ, Cà Mau là từ 1-2%, cao hơn hẳn so với nhà máy nhiệt điện Phả Lại, PPC là 17%, và cao hơn cả những nhà máy nhiệt điện khác. NT2 cũng có một vị trí rất chiến lược, nằm ở trung tâm phụ tải Đông Nam Bộ. Ở đây thì có nhu cầu sử dụng điện khá là ổn định và gần sông, tiện cho việc vận tải thiết bị và thải nước làm mát. Bộ máy quản trị cô đọng, giàu kinh nghiệm và chính sách trả cổ tức rất rõ ràng. Năm nào NT2 cũng trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông. Tình hình tài chính và khả năng sinh lời tương đối ổn định. Khả năng sinh lời ổn định trong nhiều năm, nếu anh chị có thể liệt kê ra về doanh thu lợi nhuận của NT2 trong vòng nhiều năm thì thấy rằng mặc dù nó tăng trưởng không quá vượt trội nhưng mà rất đều đặn nhiều năm. ROE cao hơn mức trung bình ngành và dòng tiền rất là khỏe mạnh. Vừa rồi đó chính là bài trình bày về chặng đường tích sản cổ phiếu NT2. Và ở đây thì Giang cũng xin phép được cho anh chị xem qua về thành quả cộng đồng tích sản cổ phiếu trong khoảng thời gian qua. Chúng ta đã có hơn 30 mã cổ phiếu trong danh mục tích sản và có 25 mã đã đạt đến giá cân nhắc chốt lời. Có những mã thậm chí đã có 4 lần đạt giá cân nhắc chốt lời, như PAU, NT2 là 3 lần, PVT là 2 lần, PPC là 2 lần. Và nếu anh chị thấy clip này nó có ý nghĩa thì hy vọng anh chị có thể chia sẻ cái clip này cho nhiều người, lan tỏa giá trị này cho nhiều người hơn, để nhiều người biết hơn về một cách có thể xây dựng nên một cái thành quả tích sản nó vững bền và hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những mã cổ phiếu lần sau.